Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với Real Life Minecraft tập 1 nha anh em. Chắc có lẽ sẽ rất là nhiều bạn tò mò là tại sao mình lại nói là tập 1, trong khi đó kênh mình đã làm được khoảng 6-7 tập gì đó rồi. Thật ra là bởi vì là có một sự việc rất là xui xẻo đã ập đến với mình các bạn ạ. Những bạn nào mà muốn biết được sự việc xui xẻo đó là gì, hãy xem cái đoạn clip này đi. Ôi, ôi, tại sao nhà mình lại bị cháy vậy? Ôi, ôi, cháy nhà, phải nồi, xin xin. Ôi, hình như mình nghe tiếng con rồng đâu đây các bạn ơi. Ôi, đạo phộng nó mới bay ngang qua làng của mình, nó phá nhà mình rồi các bạn ơi. Ôi, con quỷ rồng. Ôi, 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 chạy đi chim ơi. Rồng mấy bạn ơi. Đâu rồi, nó đâu rồi? À, nó bên đây. Mày thấy không? Ui, nó bắn lửa bạn ơi. No, chạy. Ôi, chạy. Mình phải trả thù cái chuyện cái đốt căn nhà của mình. Mày thấy không? Ui, họ bắn chúng thôi. Mày ở đâu? À! Và đó chính là cái đoạn clip mà hồi sáng nay lúc mà mình vô tình mình mở bấm quay lên để mình tính quay video, thì mình đã phát hiện ra có một con rồng nó tấn công nhà của mình và nó giết mình chết và coi như mình mất hết đồ luôn. Thế nên là mình không muốn gọi là sinh tồn trong cái map đó nữa và mình muốn tạo cái map mới để mình vào mình sinh tồn mấy bạn ơi. Sinh tồn lại từ đầu. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình cần phải đi lụm những cái cục đá này nè để sử dụng nó làm những cái gọi là vũ khí trước đã, để chúng ta có thể có vũ khí để chiến đấu các bạn ạ. Thôi là quá giật ra cái là chắc sắp mặt nồi luôn. Ok, để lấy vài cái que đã. À, có cái que nè. Kiếm thêm. Chúng ta đã có một cái công thức mới các bạn ơi. Ôi, mấy bạn nhìn nước kìa. Ôi, nước ảo các bạn. Trời ơi, shader siêu đẹp mấy bạn ạ. Đó, mình lấy nè. Ok. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ gọi là giết mấy con cừu này để lấy ít lông nè. Cần giết mấy con cừu này để lấy một ít lông, sau đó mình sẽ làm cho mình một cái giường ngủ. Chứ thôi không có giường ngủ là mình sẽ chết chắc. Ok. Trời tối mà không có giường ngủ là sẽ chết chắc luôn các bạn ơi. Ok, giết mấy con cừu đã. Đây. Những cục thịt và những sợi lông cừu đầu tiên. Ok. Con này luôn. Đó. Ok, thức ăn thì đã có ở đây. Bây giờ chúng ta cần phải đi kiếm một số những cái đá lửa các bạn ơi, để chúng ta làm những cái flint. Và chúng ta sẽ sử dụng nó để làm dao. Chúng ta đi chế tạo những cái dụng cụ. À, các bạn nhìn nè. Ui, shader đẹp không các bạn? À, shader nước nè. Nhìn nước trong veo luôn, đẹp ơi là đẹp luôn. Cái shader này là mình gọi là kiếm mãi mới ra được một cái shader ưng ý các bạn ơi. Ồ, cái này là gì đây? Wow. Để mình vào xem thử nha. Cái này là cái gì vậy? Ồ, không cần biết nó là cái gì. Nói chung mình cứ lấy mấy cây đuốc của nó đi. Có đuốc để sử dụng. Đỡ mà chúng ta gọi là sinh tồn trong buổi tối, chúng ta còn có đuốc để sử dụng mấy bạn ơi. Ok rồi, đã có đuốc rồi đây. Bây giờ là... Ui, mình nghe tiếng con nhện. Ui, con nhện nhìn kinh vậy. Phải nồi, con nhện này mình chưa thấy bao giờ cả. Mày hả nhện? Ôi, no. Yeah, mình đã giết được nó rồi. Ok, bây giờ mình sẽ uống miếng nước đã. Oh yeah. Mình đã kiếm được những cái gọi là sỏi nè mấy bạn ơi. Có sỏi rồi. Coi như chúng ta đã có thể gọi là chế tạo được những món đồ đầu tiên rồi. Ok, để mình lấy đã. Đây, có một cục ở đây. Chỉ cần một cục thôi là đủ rồi. Bỏ que vào đây. Bỏ cái flint vào, bỏ dây vào. Chúng ta sẽ được một cây rìu các bạn ạ. Ok. Ui, lại là tiếng con rồng nữa kìa, sợ vãi. Lấy cái cây này đã. Ok, cái cây đầu tiên trong cái sinh tồn của chúng ta. Ui trời ơi, nghe tiếng con rồng sợ quá. Rồi. Wow, một cái tòa thành hay gì nè mấy bạn ơi. Không biết bên trong nó có đồ hay là rương gì không ta, để vô xem coi. Hy vọng là nó sẽ cho mình đồ nha. Ui, nó dẫn mình đi xuống một cái hầm mấy bạn ơi. Cầm theo cây đuốc thì chắc ăn.
Ủa, shader này nó không có cái gọi là cầm theo đuốc à? Yeah. Ồ. Chưa gì đi xuống đây là thấy là có cái hầm rồi đó. Ok, mình đang bị đói bụng. Rồi, ăn vô cái đã. Ok. Wow, một căn hầm. Yeah, yeah, yeah. Chúng ta đã có được một căn hầm. Mình nghĩ là dưới đây sẽ có đồ cho chúng ta lấy các bạn ạ. Con dê nè. Để mình gọi là đập cái này ra. Ôi khoan, từ từ. Mình cần phải làm cho mình một cây rìu đã. Ui. Hóa ra là tiếng của những con quỷ lửa các bạn ơi. Bên đây có những con quỷ lửa nè mấy bạn. Oh my god. Kinh dị vậy. Mình thấy bên kia nó có ánh sáng kìa. Hình như nó là ở ngoài trời thì phải. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình một cái bàn chế tạo. Mình có xài được cái cúp gọi là cúp gỗ chứ ta. Ồ, mình xài được cúp gỗ rồi. Ồ, mấy con dê lửa này rất là nguy hiểm. Từ từ mình sẽ đợi, mình sẽ dụ nó lại gần để mình giết nó. Mày. Ui, ui nó bay ra ngoài được. Ui thôi xong rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, nó bay ra ngoài được các bạn ơi. Ui nó phun lửa mình kìa. Mày hả mày? Ok. Mày hả mày? Oh yeah, một con. Còn một con nữa đâu rồi? Mới nghe tiếng của nó đây mà. Rồi, để mình đem theo các bạn chế tạo nữa. Mày đang ở đâu hả con quỷ lửa? Ồ, hình như nó đi rồi các bạn ơi. Wow, biết ngay mà, ở ngoài đây ngoài trời nè. Có một cái bánh kem. Wow, quá trời đồ ăn và xương. Thứ mà chúng ta sẽ có lẽ sẽ cần. Một quyển sách nè. Oh yeah. Mình đã có được một cái nón để làm giáp. Bánh kem này ăn không được, mang theo được không? Ok, bởi luôn rồi, nét luôn rồi, khỏi ăn. Ui, ui, skeleton. Oh yeah, những con này không phải là dễ đùa đó bạn ơi. Ui, ui. No, no. Oh. 1 hour later. Ôi, chưa gì mới vô thấy chết là đã thấy không được vui rồi mấy bạn ạ. À. Không được vui rồi đó. Wow, ở bên dưới có một cái nhà mấy bạn ơi. Ồ, có thể đó sẽ là cái nơi để chúng ta ở tạm thời trong thời gian đầu tiên này. Đó, có nhà ở là được rồi. Nhảy xuống dưới nước nào. Yeah, oh yeah, oh yeah. Có nhà ở rồi. Và mình thấy ở trên nóc nhà hình như nó lò ra cái tay của cái con quái vật hay là con gì ở trên nóc nhà nè. Để đi vô soi xem thử coi. Có ai ở nhà không? Ôi không. No. Ở trên đó là những con quái vật gì nhìn lạ quá các bạn ơi. Có lẽ là không nên lại gần nó rồi. Không. Phải kiếm đủ đồ đã, sau đó mới lên giết nó được. Lấy một ít tin đã. Hiện tại là mình đang thấy là trong đây có vài con cừu nè. Và chúng ta sẽ có được giường ngủ các bạn ơi. Đó, có được giường ngủ rồi. May quá. Khoan, trước tiên là chế cho mình cây rìu trước đi. Đây, giết mấy con cừu này là có giường ngủ các bạn ơi. Ủa? Ồ, bây giờ mới chém được. Từ nãy giờ chém không được các bạn ơi. Oh yeah. Mấy bạn ơi, mình nghĩ là chúng ta không cần mấy con kiều này nữa đâu. Mấy bạn nhìn kìa. Wow. Oh my god. Cái này chính là một ngôi làng đó bạn ơi. Một ngôi làng siêu hiện đại luôn đó. Trời ơi. Chúng ta không cần mấy con kiều nữa. Chúng ta cũng không cần phải chế tạo nữa. Vô làng sống thôi. Có ngôi làng để ở là có nhà. Có nhà là chắc chắn sẽ có giường. Và có giường sẽ có dân làng. Và có dân làng chắc chắn là sẽ có thức ăn. Trời ơi, sướng quá mấy bạn ơi, có làng. Trời ơi, mà không biết mình vô cái làng này người ta có đuổi mình đi không ta, tại mình là cái người lạ mà. Yeah. Ôi trời ơi, ngôi làng của tôi ơi. Wow, cảm động quá bạn ơi, cuối cùng cũng gặp được ngôi làng rồi. Trời ơi, ui, một ngôi làng thật là đẹp. Wow, oh my god, chưa giờ thấy là thấy sướng rồi nha. Oh yeah. Hello mấy anh dân làng. Hello mấy anh. Em là người mới tới. Dạ, chào mấy anh. Trời ơi, làm ơn cho em ở đây ở ké. Có cả anh Golem nữa nè. Wow, hello anh Golem.
và có những cái con bảo vệ dân làng. Oh yeah. Để vào nhà kiếm cái giường ngủ đã. Anh ơi, nhà anh có giường ngủ không? Cho em xin cái giường ngủ. Ôi, khát nước rồi. Có làng sống là vui rồi, nhưng mà bị khát nước rồi, tự đi uống nước đã. Ok. Để mình... Ui, lại là tiếng con rồng kìa, đừng có nói rồng tới đây nha. Ui, lại là rồng, nó lại phá hủy ngôi nhà này nữa rồi. Ui, trời ơi, con rồng mày đi, làm ơn mày đi chỗ khác giùm tao đi. Ngôi làng này tao mới kiếm được mà, mày tính gọi là phá làng của tao hay sao? Trời ơi, cháy làng. Ôi, con rồng quỷ này. Lại là rồng mấy bạn ơi. Nó đang muốn thiêu đốt ngôi nhà này. Ngôi nhà mình là nơi mà mình sẽ ở. Ôi không, không. No, đừng chết nha. Ui, quỷ lửa. Ôi, né tao ra đi. Ây da. Ôi không, mình không muốn gọi là mất chỗ này đó bạn ơi. Chỗ ở lý tưởng hay mà không muốn mất chút nào. Ok, giết được nó rồi. À, đây chính là nhà thờ à. Ok, trời ơi. Để xem coi. Ui, có một cái rương nè. Trong đây có một bình thuốc sức mạnh đó bạn ơi. Wow, một bình thuốc sức mạnh. Chết mình rồi, bây giờ mình đã bị mất máu rồi. Phải đi kiếm cái gì đó ăn, sau đó là hồi máu lại mới được. À, hình như là trong nhà này. Ui, có rương nè. Một đôi giày. Cảm ơn anh nha, cho em xin cái đôi giày đi anh ơi. Em là người vô gia cư, bọn em không có nhà. Wow, một ngôi làng thật là bình yên đó bạn ơi. Mình sẽ chọn những căn nhà to như thế này để vào coi có đồ trong đó hay không. Con rồng nó đi vậy các bạn ơi, mày quá. Ồ, đang nướng gì vậy? Ủa, không có gì hả? Tưởng nướng đồ ăn chứ, cho xin miếng đồ ăn anh ơi. À, đây có cầu thang lên lầu nè. Ui, có một cái rương. Một quyển sách hại loài chân đốt. Ok, để dành đi InGen. Ok. Yeah, một bó lúa. Tính ra thì vào làng tính kiếm một cái gì đó gọi là quý giá xíu, ai về đâu không được nhiều. Một cái kiếm sắt. Ủa, nhưng mà hình như mình chưa xài kiếm sắt được. Ừ, mình chưa xài kiếm sắt được mấy bạn ơi. Tại là lúa nữa nè. Để coi trong làng có gì không ta. Mình cần một cái giường ngủ đã. Bây giờ không có giường ngủ thì mình sẽ không thể nào mà ngủ ở làng được. Hay là bây giờ xin anh dân làng cục len ta. Mượn anh dân làng cục len để làm cái giường ngủ đi. Ok, đi kiếm cái nhà nào đó ở chỗ nào đó xa xa xíu. Thôi lấy đại căn nhà này của anh đó, xin ảnh cục len đi các bạn ơi. Xin ảnh cục len để có len mà còn làm giường ngủ nữa. Dạ, xin lỗi dân làng, đừng nhìn em. Đừng có mát hàng xóm nha anh. Trời ơi, em chỉ xin cục len để làm cái giường thôi. Đừng mát hàng xóm. Em sẽ không tái phạm nữa đâu. Ôi, cái nhà này đã bị con rồng thiêu cháy nè. Uổng quá. Wow, hình như đây là cái nhà bự nhất nữa bạn ơi. Chỗ này cũng mới bị con rồng nó thiêu cháy nè. Con quỷ rồng này mất dạy thiệt. Ok, để mình vào cái nhà bự bự này xem coi trong nhà bự bự này có gì không nha. Phải cầm kiếm ra trước các bạn ơi. Cầm kiếm ra trước, lỡ có quái vật. Rương nữa nè. Lại là một cái quyển sách hại loài chân đốt. Lại là rương, lại là hại loài chân đốt. Không có gì khác à. Ôi, xem coi. Trong những cái phòng này không có gì cả. Không có gì luôn. Một cái kiếm sắt nè. Một cái áo giáp. Ôi, khoan, mình vẫn chưa xài được. Lúa nữa. Sao mấy anh dân làng ở đây nghèo quá ta, không có gì xịn hơn à mấy anh. Chẳng hạn như là kim cương hay là cái gì đó xịn thiếu mấy anh. Mình cứ nghe cái tiếng của con rồng mấy bạn ạ. Con rồng mình đúng là thuộc dạng gọi là ác độc mấy bạn ạ. Nó giết những người dân vô tội ở đây. Nó phá quá trời nhà luôn. Ôi, làm ơn dừng lại hồi máu cho em tí anh ơi. Ok, cảm ơn anh. Trời ơi, con này nó nghe được tiếng của mình nè. À, cảm ơn anh đã hồi máu cho em nha. Trời ơi, em đang bị gọi là mất máu nhiều quá nè. À, may quá gặp anh ở đây. Ok, tranh thủ mà mình sẽ gọi là làm cho mình một cái giường. Mình thích gọi là làm cái giường theo ý mình hơn, thay vì là làm cái
thay vì là lấy cái giường ở trên nhà của dân làng. Ok, một cái giường màu trắng nè, vài bữa nữa mình sẽ đi lượm màu xanh về để mình làm cái giường màu xanh các bạn ơi. Ui anh ơi, em chưa hồi máu xong mà, đi đâu vậy? Ok, hồi máu xong rồi nè. Bây giờ là mình nghĩ là mình phải đi kiếm một cái ngôi nhà nào đó để mình ở mới được. Ngôi nhà này thì khá là bự cho nên mình nghĩ là mình sẽ không ở đâu. Tại vì nó bự quá, ở không được. Bự quá, ở gọi là bị lạc sao? Ồ, có cái rương đó nè. Lại là một bình thuốc sức mạnh. Vào ngôi làng có lẽ là mình sẽ kiếm được nhiều đồ á nha. Ok, mình sẽ chọn cái ngôi nhà gọi là gần cái cổng nhất để mình có đường đi ra đi vô. Ok, chọn cái nhà gọi là gần cái cổng nhất đi. Mình sẽ chọn cái nhà nào ở gần cổng nhất nè. Nhà này đi các bạn. Đó, đi vào trong đây. Ok, mình sẽ thử chọn cái nhà này làm nhà ở của mình đi. Wow, cũng rộng rãi phết. Cũng rộng rãi phết các bạn ạ. Ok, bây giờ là hành trình đi gọi là trộm đồ của mấy anh dân làng thôi. Ui, có ngựa ở đây nè mấy bạn ơi. Và những con ngựa này cưỡi được không ta? Đâu, để mình thử coi. Ủa, sao con ngựa nó bị lỗi nè? Lỗi rì sọt bách nè. Ui, ủa, con ngựa này nó không cho mình cưỡi. Cho cưỡi đi, cho cưỡi đi ngựa. Cho cưỡi đi. Ok, những con ngựa này có lẽ là trong những tập sau mình sẽ đi gọi là kiếm cái gì, cái yên ngựa để đi cưỡi ngựa các bạn ơi. Trong đây coi có gì không. Ui, có một cái nón. Yeah, có nón để đội. Ok, và sau khi một thời gian đi gọi là gom đồ của mấy anh dân làng thì mình đã có được đồ rồi. Đóng cửa lại nè. Bây giờ là thắp sáng cái căn phòng mà mình chọn là nhà của mình các bạn ơi. Thắp sáng nó lên. Đó, thắp sáng niềm tin nó lên các bạn ơi. Hình như vẫn còn hơi tối nha. Tại sao lại tối thế này nha? Chắc là do cài shader. Ui ui, ông kia ai cho vào nhà tôi đi? Xâm phạm gia cư bất hợp pháp à. Nhà này là tôi xí trước rồi nhé. Ok, để cái giường ở đây. Bây giờ là mình sẽ để thêm cái bàn chế tạo ở đây. Mình cần một cái rương. Rương thì chắc là sẽ đến nhà của mấy anh dân làng để lấy luôn. Oh yeah, trong đây có rất là nhiều rương luôn. Có một cái quần đùi nè, có lúa nè. Không có gì ở đây nữa hả? Ok, lúa nữa nè. Và ở trong đây thì có một đống gọi là lò nướng nè. Nhưng mà một tí nữa mình mới chế tạo cái cúp để mình tẩy được. Còn bây giờ mình sẽ lấy những cái rương này trước. Đó, nói chung là trong nhà dân làng thì chúng ta vơ vét được gì chúng ta cứ lấy đi các bạn. Tại vì mấy con dân làng này bọn nó cũng không biết xài đâu. Thế nên là bọn mình xài giùm cho. Bọn nó không biết xài, thế nên là chúng ta phải cần phải là xài giùm bọn nó. Không thôi phí. Phí phạm lắm các bạn ơi. Ok, cảm ơn anh nha. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh ở lần sau. Anh có đồ gì tôi sẽ qua tôi chơm tiếp. Ok. Rồi, về nhà của chúng ta rồi đây. Trong đây cũng có một căn phòng nữa nè. Mà mình nghĩ là phòng này để sau đi. Mình sẽ chọn căn phòng này làm phòng chính. Đó, chúng ta sẽ để rương vào bên trong. Ôi cái ông này, ông đã vào nhà của tôi rồi. Ông còn leo lên giường tôi nằm nữa. Giường này là giường của tôi nha. Ông này kỳ nhờ. Giờ ông có đi ra ngoài không đi? Ok, thôi ông ở trong đó thì tôi cũng không dám làm gì ông đâu. Đụng vô ông cái mấy con bảo vệ làng nó quýnh tôi chết sao. Rồi, cất những cái đồ này vào đây trước. Chưa về chúng ta đã thấy chúng ta đã kiếm được khá đồ các bạn ơi. Và ở đây mình đang có 3 kinh nghiệm. Mình sẽ nâng lên cho mình gọi là này trước đi. Nâng cái này lên trước. Đó là nâng cái mai lên. Ok. Rồi, để từ từ chúng ta sẽ nâng lên dần dần và chúng ta sẽ có được rất là nhiều thứ để có thể gọi là chế tạo. Ok, mình sẽ đem mấy cái lúa của dân làng và chế tạo thành gọi là bánh mì để có bánh mì để ăn. Đó. Ok. Rồi các bạn ơi, và trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Chúng ta đã có thể gọi là sau khi mà mình bị phá sản thì mình đã có thể gọi là đi kiếm được một cái ngôi làng rất là thích hợp để chúng ta sống. Và bây giờ hiện tại là mình đang sống ở trong một cái ngôi làng rất là bình yên luôn. Ôi, cảm giác thật là hạnh phúc khi mà kiếm được cái ngôi làng bình yên như thế này. Và mình hy vọng là con rồng nó sẽ không tới đây và phá hoại cái ngôi làng của mình thêm một lần nữa. Đó. Thì trong tập này chúng ta đã có được nhà ở, có được kho chứa quá trời đồ đó, và thức ăn và vũ khí. Có lẽ trong những tập sau thì mình sẽ bắt đầu gọi là đi farm kinh nghiệm và chế tạo đồ. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Đừng quên là hãy để lại cho mình một like. Bởi vì nếu như mà được 3.000 like mình sẽ ra tập tiếp theo nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Anh em hãy nhớ đặt thử thách cho mình nữa nha. Bye bye.